Đấy, rồi ạ. Ok ạ. Bao nhiêu anh chị muốn nhận phần quà này giơ tay ạ? Bao nhiêu ạ? Ôi dồi ôi, anh ơi, mình là chủ rồi thôi, mình bỏ em xuống đi. Mình tài trợ cho mình lại đòi nhận quà này, hết dở. Rồi ạ, em hỏi lại nhá. Những anh chị nào muốn nhận quà giơ tay? Ôi dạ, wow, rất đông ạ, rất đông ạ. Bây giờ như sau, thể lệ của em rất là đơn giản thôi. Ban tổ chức sẽ có những bản nhạc rất là sung, rất là sôi động được phát lên. Nhiệm vụ của anh chị là gì? Đó là chúng ta sẽ truyền chiếc phong bì này